Hãy hít vào, hai tay vươn lên cao, thở ra tiếp tục nghiêng phải. Giữa đây, hai tay hạ sâu từ tay xuống sàn. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, vươn hai tay của chúng ta đi. Thở ra đứng đi. Giữ 5, 4, 3, 2, và 1. Tiếp tục hít vào, vươn hai tay lên cao. Thở ra, hạ tay của mình xuống. Từ đây chúng ta hãy thả lỏng hai chân. Dùng hết hai chân của mình. Dùng hết hai chân, thả lỏng. Thả lỏng hai chân. Từ đây chúng ta hãy đưa hai chân của mình ra sau, về tư thế cái bàn. Tư thế cái bàn. Hai bàn tay đã rộng bằng vai, hai đầu gối đã rộng bằng hông của mình. Rồi, bây giờ chúng ta hãy ít bằng ngồi các ngực của mình lên, nâng cằm, mắt hướng nhìn lên. Thở ra bộ lưng, hóp sâu được ạ, mắt nhìn xuống rốn. Hít vào, mở ngực bỗng lưng con bò nào. Đẩy ngực nâng cằm. Thở ra bộ lưng, con mèo hóp sâu được ạ, mắt nhìn xuống rốn. Vào đầu mình có bóng trong tư thế con bò. Tư thế này giúp chúng ta cân bằng lại cuộc sống của mình. Thở ra bộ lưng, con mèo hóp sâu được ạ, mắt nhìn xuống rốn. Từ đây chúng ta hít vào, vươn tay trái của mình lên cao, mắt nhìn theo tay trái. Thở ra lùn sâu tay vai trái xuống, đưa tay trái của mình về gần cổ tay phải, đẩy nhẹ ngón